Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hiện tại mình đang ở chùa Tam Thanh các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ đưa quý vị và các bạn đi vào trong cái điểm tâm linh chùa Tam Thanh của thành phố Lạng Sơn nhé quý vị. Đây mình phải vào mua vé đó. Bán cho em một cái vé nhỉ? Một thôi. 20.000 một vé. Đây vừa mình vào mua vé nhé các bạn nhé, 20.000 một vé, được quay phim nhé chị. Cảm ơn nhé. Đây là khuôn viên ngoài cổng chùa Tam Thanh nhé các bạn, rất đẹp. Khu thắng cảnh, khu thắng nhị Tam Thanh. Quý vị và các bạn cùng mình vào trong trong Tam Thanh. Đường lên rất đẹp, còn núi đá đây các bạn nhé. Nhà sàn cổ rất đẹp nha. Đây mình chỉ lên mình khám phá cái đàn nhá. Ở trên này chắc là quầy lưu niệm các bạn nhé. Bên trong cái gầm là toàn là cái hộc đá thôi các bạn ạ. Quay lưu niệm. Bán rất nhiều đồ. Cho em tham quan chút nhé. Trà sơn mặt hồng sâm. Rất nhiều đặc sản. Cái này là chanh rừng. Dạ. Hôm trước em đi Mẫu Sơn cũng là một cái can 20 lít trên đỉnh Mẫu Sơn. Dạ. Đây toàn là đồ núi rừng đấy chị nhỉ. Chanh rừng này hôm trước em lên trên đấy. Đúng rồi, em vào tận nhà dân em mua được mấy cân. Quần áo thổ cẩm, đồ thổ cẩm đây các bạn nhé. Rồi em chào chị nhé, em xin phép em vào động đấy. Rồi vừa mình đưa quý vị và các bạn vào cái nhà sàn trưng bày đồ của miền núi Lạng Sơn nhé. Quý vị và các bạn cùng mình vào trong động Tam Thanh nhé. Lối lên lầu Vọng Nhị. Thế sao hả? Con gái có cái áo đẹp thế. Đây là mình lên đến cửa động này các bạn nhé. Vào đây mình thắp nén nhang. Đây mình đang có mặt tại cửa cái động Tam Thanh nha các bạn nhé. Mình sẽ đưa quý vị và các bạn đi một vòng quanh cái động Tam Thanh này nhé.
đây những cái nhũ đá này, các bạn thấy không? Hình như đây mình nhớ là cái cây gọi là cây ngô các bạn nhé. Đây là một cái cây ngô. Đấy, toàn là từ những cái nhũ đá trải qua hàng nghìn năm nó rõ xuống, đây là thành một cái cây ngô các bạn nhé. Rất rộng nha các bạn, rộng và mát lắm. À đây có một cái hồ nước, bể nước trong này, cẩn thận ngã con nhé. Rộng nha các bạn. Đây có những cái nhũ đá nhìn rất tuyệt vời này. Nay mình đi vào ngày đầu tuần, du khách cũng vắng lắm. Wow, tuyệt vời không các bạn? Rộng lắm. Đây có mới gọi là cái cổng trời này các bạn. Động này nó rộng khủng khiếp các bạn. À, đây là cái cửa, đây là cái cửa này, cái cửa này ra bên cửa bên ra bên ngoài nhé các bạn nhé. Lòng đây này, à, đây đây này, xem nào. Đây có một cái khoảng sân cho quý khách ngồi nghỉ chân ở đây nhé các bạn. Đây không biết đi lên cái điểm này là lên điểm
Đây, mình sẽ đưa quý vị lên cái đường này trước nhé, là lầu Vọng Thị các bạn nhé. Trên lầu Vọng Thị. Ở đây đi một số cái điểm để ý nhé, cọc đầu của đá chết đấy. À đây, mát quá. À đây. Wow. Đây là lầu Vọng Thị, à lầu Thượng Thanh. Cái điểm này là lên cái điểm nào ở trên này nữa đây các bạn, không hết rồi các bạn. Ở đây có một vị Bồ Tát khắc bằng đá đây các bạn nhé. Mình cũng vừa đưa quý vị và các bạn trải nghiệm tham quan cái động Tam Thanh nhé. Và mình cũng xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video.